Ngày 22 tháng 4, thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Tiền Giang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số tỉnh Đồng Tháp đang dừng ở làn khẩn trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận, đoạn thuộc địa bàn thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Lúc này, chiếc taxi mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy đến thì tông vào xe tải biển số tỉnh Đồng Tháp đang dừng ở làn khẩn cấp. Tiếp theo, xe tải mang biển số tỉnh Trà Vinh chạy tới tông vào taxi. Hậu quả, taxi bị bẹp rúm, một hành khách trên xe này chết tại chỗ và tài xế taxi bị thương nặng, kẹt trong xe. Ngoài ra, xe tải mang biển số tỉnh Đồng Tháp hư hỏng phần đuôi, còn xe tải mang biển số tỉnh Trà Vinh cũng bị hư hỏng. Sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông của Cục C08 và lực lượng tuần tra trên tuyến cao tốc cùng với Công an thị xã Cai Lệ đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn đã khiến xe trên cao tốc ùn ứ kéo dài nhiều km. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn các đường lên cao tốc ở khu vực thị xã Cai Lệ để tránh tình trạng ùn ứ giao thông, kẹt xe kéo dài.